nay đặc biệt cũng có là cô Bảy, và hy vọng là hồi có thời gian sẽ hát một nhạc phẩm của anh Lâm Phương. Nhưng mà cũng như Trịnh Quốc Bảo đã nói, nhiều bạn bè phương xa muốn nghe lại bài hát để gợi nhớ một thời thanh xuân, đó là nhạc phẩm Móng Nhựa Bến Thượng Hải. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Xin cảm ơn các bạn, tôi xin giới thiệu.